Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình Clip này thì mình lại tiếp tục review những S cộng sau khi điều chỉnh lại bộ skill mới Và nhân vật chính trong clip ngày hôm nay đó chính là Zekrom Một Pokemon hệ điện đã ngủ sâu trong một khoảng thời gian rất là dài rồi nhưng mà trước khi giới thiệu về Zerom thì chúng ta sẽ cùng đến với một số hình ảnh dò dỉ về tính năng chuyển sao sẽ có thể cập nhật vào ngày mai ở bản tiếng Trung, tuy nhiên là cũng chỉ cập nhật ở trong khoảng 5 server đầu thôi, đó là từ 1 đến 5. Như các bạn thấy ở trong hình ảnh dưới đây thì uh, Ho-Oh 12 sao có thể chuyển được sao cho Garon 4 sao này và khi chuyển sao thì cũng sẽ cần một số cái điều kiện đó là các cái nguyên liệu ở phía dưới chúng ta có thể nhìn thấy đầu tiên đó là cái vàng này thứ hai đó là kim cương và ba đó là điểm đấu trường bên cạnh nó vẫn còn một cái gì đó màu tím nữa tức nghĩa là vẫn phải cần thêm các nguyên liệu khác nữa thì ngày mai bản tiếng chung sẽ cập nhật thì chúng ta sẽ rõ hơn còn bây giờ đoán già đó nó không thể đoán được nổi luôn và cái kiểu đổi sao này lúc bắt đầu thì cho mở theo kiểu tạm thời trước đã tức nghĩa là các bạn vẫn có thể gọi là À, khi chuyển sang pokemon này rồi thì các bạn vẫn có thể uh, uh, lấy lại để biểu dạy như là lại về pokemon lại 12 sao được nhưng mà nó sẽ có hai loại đầu tiên là loại uh, tạm thời Th hiện tại thì vẫn chưa có thời gian và tiếp theo nữa đó chính là cái chuyển sao vĩnh viễn tất nhiên là khi các bạn đã chuyển được rồi thì biểu dạy như là không thể chuyển lại được nữa vậy nên là bây giờ chúng ta chỉ biết được như vậy thôi còn uh, sắp tới thì như thế nào thì mình sẽ review rõ hơn còn uh, về vấn đề đó là s cộng uh, mega blaziken ấy thì Tháng, cuối tháng này thì chưa có được rồi bị delay sang cuối tháng sau và có thể ngày mai thì bản tiếng Trung sẽ cập nhật đó chính là Mega Skeptilin và ngày mai thì chưa có Mega Blaziken S cộng đâu có thể bị delay sang tận tháng sau rồi và ngày mai thì có thể sẽ ra đó là Mega Thần Lần Cỏ thì theo như đợt thông báo trước thì Mega Thần Lần Cỏ sẽ ra mắt trước Mega Blaziken vậy nên là khi mà ngày mai mà cập nhật Mega Thần Lần Cỏ này thì mình sẽ tiến hành up lên và review còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bộ skill của Jack Rome sau khi được điều chỉnh lại. Với skill 1 của Jack Rome thì nó sẽ tấn công lên đơn mục tiêu với sát thương gây ra bằng 100% công vật lý và không kèm theo hiệu ứng nào cả. Với skill 2 của Jack Rome thì nó cũng sẽ tấn công lên đơn mục tiêu với sát thương gây ra bằng 180% công vật lý và đòn tấn công này nó sẽ triệu hồi ra một đám mây điện màu đen cỡ vừa và khi đám mây điện màu đen cỡ vừa này được tạo ra thì ngay lập tức nó sẽ tấn công lên ngẫu nhiên hai địch với sát thương gây ra bằng 60% dựa theo đo công vật lý. Và kèm theo đó là có cái yếu tố hệ điện này. Và đám mê đen cỡ vừa này thì nó cũng sẽ giúp cho Zagrom đó là tăng thêm đó là 20% tỷ lệ né Tuy nhiên nếu mà bị hệ đất đánh vào thì cái tỷ lệ né này nó sẽ không được kích hoạt Vậy là chúng ta đã biết được đó là khi Pokemon hệ bay uh, sẽ bị Pokemon hệ điện bỏ qua né Thì bây giờ Pokemon hệ điện sẽ bị Pokemon hệ đất bỏ qua né này Nói chung là game bây giờ cũng đang tiến bộ dần đó là cố gắng tạo ra được cái tính khắc hệ uh, Như đợt vừa rồi đó là Mega Rayquaza này Toàn skill của nó đánh lên hệ băng hoặc là hệ tiên thì cũng sẽ bị giảm sát thương đi nhiều hơn còn với Skill 3 của Jack Rome thì nó lại sẽ tấn công lên đơn mục tiêu với sát thương gây ra đó bằng 320% công vật lý và trước khi ra đòn tuyệt kỹ này thì nó sẽ nhận cho bản thân nó đó là hai ấn sạc điện này. Và bây giờ đòn tuyệt kỹ của Jack Rome nó sẽ đi kèm với cả một kỳ hữu ứng mới nữa. Đó tên gọi là dòng điện không ổn định theo kiểu mà dòng điện chập chờn, dòng điện bất ổn cũng có thể được. À, đây là một cái hiệu ứng theo kiểu mà nó đặt lên chính nó này và nếu đặt lên chính nó thì là nó sẽ tăng thêm sát thương của đòn skill của bạn đó là từ 5 cho đến 30% và nếu đặt lên địch thì nó sẽ giảm của địch đi đó là sát thương đòn skill từ 10 cho đến 30% theo kiểu mà từ nhỏ cho đến lớn như vậy theo kiểu mà không ổn định. Thế nên là đây là một cái ứng gọi là dòng điện không ổn định. Và chúng ta đã kết thúc về bộ skill của nó từ skill 1 cho đến skill 3 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang đó là cái phần nội tại của nó và đi kèm đó chính là cái chế độ ép sung. Với nội tại đầu tiên của Jack Rome, bây giờ hầu như là S cộng nào cũng sẽ chỉ có hai cái nội tại lúc mà 4 sao này. À, đó đó cứ khi Jack Rome tấn công hoặc là khi nó mất đi 10% máu thì nó sẽ nhận được đó là một ấn sạc điện. Và ấn sạc điện này, như các bạn thấy là mình đang có ba cái này. Với mỗi ấn sạc điện các bạn đang có thì các bạn sẽ được tăng thêm đó là 2% sát thương skill hệ điện và 3% tỷ lệ né. Và khi các bạn nhận được một ấn thì các bạn sẽ được hồi thêm nó là 50 nộ này. Và khi các bạn đạt được đến giới hạn của cái ấn sạc điện này lần đầu tiên sẽ là 6 này thì ngay tức Zerom nó sẽ giải phóng toàn bộ những cái ấn sạc điện của nó ra và mỗi ấn sạc điện được giải phóng ra thì nó sẽ tấn công lên địch về sát thương gây ra đó bằng 50% công vật lý và khi giải phóng ra những cái ấn sạc điện như thế này thì Zerom nó cũng sẽ tạo ra thêm đó là hai cái đám mây điện màu đen cỡ nhỏ và mỗi đám mây điện màu đen cỡ nhỏ này nó sẽ tấn công lên ngẫu nhiên địch với sát thương gây ra bằng 40% công vật lý của Zerom và sau đó sẽ biến mất và sau khi giải phóng ra toàn bộ những cái ấn dạng điện này thì Zacrom nó sẽ bị giảm đi cái công vật lý của nó một nửa trong vòng một lượt. Ngày trước thì sau khi giải phóng kiến ấn dạng điện này thì kiểu dạng như là nó sẽ bị hiệu ứng mệt, tức nghĩa là không hành động được trong một lượt thì bây giờ nó chỉ giảm đi đó là một nửa tấn công của nó thôi chứ còn đâu nó vẫn hành động được. Và lần đầu tiên đó là 6 cái ấn sạc điện thì nó, nó sẽ đầy, nhưng mà những lần sau thì các bạn sẽ cộng thêm một cứ khi mà giải phóng. Kiểu dạng như lần này các bạn lên được 6 rồi này, thì lần sau các bạn muốn đầy thì phải lên được 7, và tiếp theo nữa sau là 8, và cuối cùng tối đa về sau sẽ là 9 để các bạn có thể tích được cái ấn điện này. Kiểu dạng như càng nhiều ấn điện thì giác rôm càng lúc nó sẽ càng mạnh dần rồi, và sát thương nó gây ra càng về sau sẽ càng lúc càng mạnh bởi vì là tích đến tận 9 ấn điện cơ mà. Nội tại kế tiếp của Jack Rome đó là khi bắt đầu vào trận đấu thì nó sẽ tăng thêm cho bản thân nó đó là 60% sát thương đòn ulti. Ờ, cái này cũng rất là hay đấy. Và khi mà nó ra đòn ulti rồi thì cái 60% đó nó sẽ bị giảm đi 1 phần 3, tức là giảm đi 20%. Và lần sau các bạn chỉ còn đó là 40% sát thương đòn ulti thôi. Và cuối cùng về sau đó là còn 20% là coi như hết. Vậy nên là sát, sát thương tuyệt kỹ của Jack Rome ngay từ đầu trận nó đã rất là cao rồi. Và bắt đầu sau 3 lần ulti thì nó bắt đầu mới trở lại về bình thường. Và bây giờ Zagrom nó sẽ có thêm một cái tính năng đó là nó sẽ ưu tiên đánh những Pokemon nào hệ bay ở trong team của địch à, Vậy là bây giờ hệ điện nó cũng khắc chế hệ bay và Zagrom nó cũng sẽ chỉ nhằm đó là hệ bay để ưu tiên để đánh Và kết thúc đó là bộ skill của Zagrom à, khi 4 sao Và khi các bạn lên được 6 sao của Zagrom thì Zagrom mới chính thức có cái chế độ ép sung Đó là khi các bạn đạt được giới hạn của cái uh, ấn sạc điện của thì Jack nó sẽ tiến được vào cái chế độ ép sung giống như thế này lần đầu tiên thì các bạn biết rồi đó là 6 ấn sạc điện thì có thể tiến được vào những lần sau đó thì phải 7, 8 và về sau phải là 9 thì các bạn mới tiến được vào cái chế độ ép sung này ép sung này nó sẽ được tồn tại trong vòng một, một lượt thôi và sau khi ép sung kết thúc thì toàn bộ những cái ấn sạc điện các bạn sẽ được giải phóng còn trước khi lên 6 sao thì là cứ đủ giới hạn thì nó giải phóng luôn này và ở cái chế độ ép sung này của Jack Rome thì nó sẽ xóa bỏ với cả là miễn nhiễm với tất cả những hiệu ứng khống chế nào thuộc loại level 1 thôi những loại hiệu ứng khống chế đơn giản và lúc này thì tỷ lệ bạo kích với cả tỷ lệ né của Jack Rome nó sẽ được tăng thêm đó là 50% tuy nhiên 50% tỷ lệ né này thì là khi bị tấn công bởi những Pokemon hệ đất thì lại không thể né được này và lúc này thì là sát thương với cả tỷ lệ hút máu của những Pokemon hệ điện sẽ được tăng thêm đó là 20% Coi như là một cái bổ trợ của Zekrom dành cho những Pokemon hệ điện này. Và đấy chính là cái hiệu ứng khi mà là 6 sao. Và các bạn biết đó là khi giải phóng được các ấn sạc điện ấy. Thì Zekrom nó sẽ bị giảm đi một nửa cái sức tấn công của nó. Tuy nhiên khi các bạn lên được 6 sao sau khi giải phóng được những cái ấn sạc điện này. Thì cái sức tấn công của Zekrom nó chỉ bị giảm đi đó là 1 phần 3 thôi. Và khi các bạn đang ở chế độ ép sung này thì những skill của Zekrom nó cũng sẽ có sự thay đổi. Ví dụ như skill 1, skill 1 bây giờ thì nó sẽ kèm thêm đó là 80% công vật lý nữa Và skill 2 thì nó sẽ kèm thêm đó là 100% công vật lý này Và khi các bạn ra đòn tuyệt kỹ mà các bạn ở cái chế độ ép sung Thì là khi mà ra đòn tuyệt kỹ xong Thì nó cũng sẽ kèm thêm đánh lên một địch với một sát thương Đó là 120% công vật lý Và tất cả đều mang yếu tố điện này Thì đó chính là cái chế độ ép sung của Zekrom Theo kiểu bây giờ là nó sẽ đánh theo kiểu một combo Sát thương nó gây ra cũng sẽ mạnh thêm và khi các bạn lên được 8 sao của Zekrom thì bắt đầu vào trận đấu Zekrom nó sẽ có ngay đó là ba ấn dạng điện này và cái hiệu ứng đó là hỗ trợ cho những Pokemon tấn công vật lý bên bạn được hồi thêm nộ ở trong vòng 3 lượt đầu nó cũng sẽ không có nữa và thay vào đó thì là trong vòng 3 lượt đầu thì cứ mỗi lượt bắt đầu thì Zekrom nó sẽ tự hồi cho bản thân nó đó là 300 nộ này, 200 nộ này và 100 nộ này tương ứng với mỗi lượt này. Kiểu dạng như lượt đầu nó sẽ được hồi thêm 300 nộ rồi, giúp cho Zekrom nó sẽ có khả năng đẩy nộ nhanh hơn. Vậy là 8 sao của Zerome bây giờ nó sẽ giúp cho Jack Rome nộ rất là nhanh. Thế là hết hiệu ứng của 8 sao rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến nó hiệu ứng của 11 sao của Zerome. À, lần đầu tiên các bạn tiến được vào cái chế độ ép sung ấy, thì sau khi các bạn được hành động xong thì các bạn sẽ tự động ra được một đòn tuyệt kỹ mà không cần phải tốn nộ. Nhưng mà cái sức mạnh của cái đòn tuyệt kỹ đó sẽ bị giảm đi đó là 50%. Thì hồi trước đó là trước khi lượt kế tiếp bắt đầu Thì nó sẽ tự đánh một đòn ulti này Thì bây giờ nó chuyển lại rồi Tức nghĩa là sau khi nó hành động xong Thì nó ra một đòn ulti nữa Nhưng mà sát thương nó cũng không phải là cao Giảm đến tận 50% cơ mà Và kèm theo Nó sẽ tạo ra một đám mây điện màu đen cỡ lớn Và nó có thể tối đa tạo ra đến bốn cái đám mây điện màu đen này Tức nghĩa 11 sao mới có hiệu ứng này Đám mây điện màu đen cỡ lớn này Thì nó sẽ có tác dụng đó là Nó sẽ gây sát thương bằng 80% uh, � yếu tố sát thương yếu tố điện đánh lên ngẫu nhiên ba địch này và nó sẽ tăng thêm cho toàn bộ những pokemon hệ điện bên bạn đó là 20% tỷ lệ né nữa nhưng mà tỷ lệ né này nó cũng sẽ bị đó là những pokemon hệ đất bên bạn nó sẽ đánh bỏ qua vậy là hệ điện và hệ bay là những hệ mà có khả năng tỷ lệ né rất là cao nhưng mà nó cũng sẽ bị khắc chế kiểu dạng như là bay để không không né được những pokemon hệ điện và điện lại không né được những pokemon hệ đất này và khi những pokemon hệ điện bên bạn mà tấn công thì ngay tức nó cũng sẽ tạo ra đó là một cái đám mây điện cỡ nhỏ để tấn công lên ngẫu nhiên địch và có thể tạo ra được ba đám mây điện cỡ nhỏ. Vậy là tám mây điện cỡ nhỏ này gây ra sát thương đó là dựa theo đó 40% công vật lý của Zekrom đánh lên địch đó. Thì đó chính là bộ skill của Zekrom ở thời điểm hiện tại bây giờ chủ yếu là theo kiểu mà tạo ra sát thương nhiều hơn và cũng kiểu dạng như là cũng có thể hỗ trợ dành cho những Pokemon hệ điện của bên bạn. Vậy các bạn nhận xét thì cái bộ skill của Jazrom bây giờ nó như thế nào thì theo mình cảm thấy là ngày trước thì bộ skill của nó cũng chỉ như thế này thôi thì bỏ qua được một vài cái yếu tố nào đó nhưng mà lại có thêm rất là cái nhiều hiệu ứng của Jazrom bây giờ thì nếu mà so với hồi trước thì mình vẫn đánh giá Jazrom bây giờ có vẻ là sẽ tốt hơn rồi bởi vì những các bạn thấy nó là nhiều Pokemon quá mạnh ấy thì nó điều chỉnh giảm thì các bạn sẽ thấy nó bị bị giảm đi cực kỳ nhiều nhưng mà với Jazrom thì ngày trước nó theo kiểu mà tầm trung ấy thì bây giờ theo kiểu mà chỉnh thì giảm thì không đáng kể mà tăng thì cũng có nhiều thêm nên các bạn sẽ thấy đó là kiểu zecrom được tăng búp nhiều hơn so với cả bị nét vậy nên là zecrom bây giờ nếu mà so với cả ra thì nhiều lúc mà zecrom cảm thấy như là cũng có gì đó ổn hơn so với georah cơ và nó sẽ hỗ trợ hệ điện nhiều hơn so với georah hồi trước thì ra hỗ trợ nhiều thì bây giờ zecrom trở thành một hạt nhân nào đó có thể là hỗ trợ cho tim điện ok chúng ta sẽ kết thúc clip này ở đây và clip kế tiếp thì mình sẽ review về Luala